mình quét một lần này, hôm sau mình kiểm tra là chết sạch luôn, không còn một con nào. Không, chăm mãi mới được một cây hoa hồng, ghép mãi mới được một cây hoa hồng mà giờ nó lại hỏng như thế này. Đây là một cây hoa hồng William Shakespeare mình ghép lên trên một thân của một cái cây hoa hồng rừng. Và cái đây là cái cây hồng rừng này, nó đã mọc rất là dài rồi, mình sẽ phải cắt bỏ đi để cho nó không nuôi vào cái cây thân hồng rừng này nữa, để nó nuôi lại vào cái gốc kia. Đây là gốc hồng rừng này. Đó, các bạn thấy không? Cây hồng rừng nó sẽ mọc lên và nó không còn truyền dinh dưỡng cho cái cây mẹ nữa. Còn thân của cái cây này nó đã bị phá, mặc dù nó vẫn có nụ nhớ ở đây. Các bạn thấy là nó vẫn có nụ này, vẫn có nụ, nhưng mà cây nó rất là xấu rồi. Như cái cây này mình sẽ tiến hành cứu cái cây này, cắt bỏ những cái cành khô đi, cắt bỏ những cành mà chết đen cành này đi. Giống William này ấy, nó rất là hay bị đen cành, nó giống như hồng Juliet. Về mùa hè thì giống này nó rất là yếu, và các bạn không chú ý sâu bệnh và chúng ta không chăm sóc tốt ấy, thì nó sẽ bị đen khô và dần cây sẽ chết. Cây này mình sẽ cắt bỏ đi này, nụ hoa mình sẽ cắt bỏ đi để dưỡng cây này, và sau đó thì mình sẽ tưới phân bón phục hồi. Đây là phân bón phục hồi của mình này, một gói này có thể pha được rất là nhiều. Đây là mình đã pha rồi này, sau đó thì mình sẽ tưới vào một tuần một lần. Mình sẽ di chuyển cây đến một nơi mát mẻ hơn để dưỡng cây, và hy vọng cây sẽ phát triển, cứu được cái cây này. William Shakespeare. Xin chào các bạn, bây giờ là 2 giờ chiều. Thật là điên rồ nếu như đi ra ngoài trời nắng ngay lúc này, bởi vì thời điểm này đang là thời điểm nắng nóng nhất. Trên tay mình đây là một chiếc đo nhiệt kế, và hiện tại chiếc đo nhiệt kế này mình vừa cầm ở trong nhà ra, nó chỉ có là 36 độ C thôi. Thì không biết là cái thời tiết mà nó nắng nóng đến mức nào ở cái thời điểm này, mình sẽ quay cho các bạn khi đi ra vườn để xem cái đo nhiệt kế này có cái sự thay đổi như thế nào. Không biết là cây hoa hồng của chúng ta nó sẽ phải chịu một cái lượng nắng, một cái nhiệt độ nó cao như thế nào, để cho tất cả các bạn có thể thấy là cái mùa hè này nó rất là khắc nghiệt đối với cây hoa hồng, thì chúng ta cần phải có những biện pháp gì. Và trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn một cái loại bệnh mà nó cực kỳ là nan giải và nó chỉ xuất hiện vào mùa hè, để cho tất cả các bạn có cái sự phòng tránh, và chúng ta nếu như bị thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào. Đó là bệnh dẹp vảy. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video, và rất mong tất cả các bạn khi theo dõi video mà các bạn cảm thấy hay và ý nghĩa thì hãy dành cho mình một nút like, và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều video mới nhất. Đó, nhiệt độ nó đã tăng lên đến gần 40 độ C rồi này, 37 độ C rồi này. Mình sẽ đi ra ngoài thì các bạn thấy là nếu như các bạn trồng cây dưới đất thì nó sẽ có sự phát triển và nó chống nắng rất là tốt. Đây là những cây mình trồng dưới đất này, hai cây hai bên đó là cây Leonardo da Vinci. Hoa thì nở chỉ được khoảng 3 ngày thôi. Giống hoa này, hoa nó khá là bền. Nếu như thời tiết nó mát mẻ thì có thể chơi được khoảng 10 đến 15, thậm chí hơn nếu như về mùa đông. Nhưng mà thời tiết nắng nóng như thế này nó chỉ nở được khoảng 2 đến 3 ngày thôi. Hoặc là một cây Red Eden, các bạn thấy này. Cây Red Eden mình cũng trồng ở dưới đất, cây phát triển rất là tốt, mặc dù mùa hè nhưng lá vẫn còn xanh tươi, và hoa thì cũng chỉ được khoảng 2 đến 3 ngày, và thậm chí nhiều cây nụ nó mới bắt đầu chúm, nó đã bắt đầu tàn rồi. Các bạn thấy không? Cây nó phát triển rất là tốt nếu như các bạn trồng ở dưới đất. Còn đây là một vài cây bonsai này. Các bạn thấy này, Epinlo, lá nó bị vàng do nắng rất là to. Còn phía bên này là những cây hồng leo mình cũng trồng dưới đất. Thì các bạn thấy là nó phát triển rất là tốt, phát triển rất là mạnh mẽ. Và nắng nóng như thế này thì nó chỉ cho làm cho cái ngọn nó bị sun lại. Cộng với là những cái bông hoa ấy, nó chỉ nở nó chỉ được khoảng mấy ngày thôi. Đây nó chỉ nở được mấy ngày thôi là nó cháy hết nắng. Các bạn thấy là cây hàng hoa hồng leo của mình phát triển rất là tốt này. Đấy. Cây mình trồng như thế này là nó cũng bám đất, và cái cây này thì nó cũng sẽ chống nắng tốt hơn so với những cái cây ở trên chậu như thế này. Chậu bê tông này nó tụ nhiệt rất là tốt này. Nó tụ nhiệt rất là nhiều này. Còn đây là cây Lafon, cây Chirot Lafon này. Các bạn thấy không? Hoa nở chỉ được 3 ngày thôi, sau đó thì nó tàn hết. Nhưng mà cây được trồng dưới đất thì nó rất là khỏe. Lá nó vẫn rất là bóng, giống Lafon này. Lá nó vẫn rất là bóng, khỏe. Cây phát triển vẫn rất là tốt, nhưng mà hoa thì bé hơn, nhỏ hơn và nó rất là nhanh tàn. Đấy, các bạn thấy không? Cây ở cái bầu đất của mình đấy. Còn những cái cây khác đây các bạn nhìn, vườn mình thì dạo này nó phải nói là nó rất là xấu. Bởi vì thời điểm này ấy, muốn khỏe cho cây hoa hồng thì các bạn bắt buộc phải che lưới lại. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta không che lưới được ấy, thì chúng ta phải di chuyển cây đến những cái nơi mà có cái bóng mát to hơn. Đây một cái cây Jubilee này, các bạn nhìn này. Mình trồng ở dưới chậu bê tông này.
nó vẫn có lộc, nhưng mà cái lộc của nó chuyển sang một cái màu nó hơi đỏ và cái lộc của nó bị rút ngắn lại. Đấy, nhưng nó vẫn có lộc đều. Đấy. Đây. Cái Omagi, Chirot Omagi đây. Lá nó vẫn rất là dày nhưng mà nó cảm giác nó rất là yếu, bởi vì nắng nóng như thế này thì không có một cái cây nào mà có thể mỡ màng đẹp được. Đây là một cây Sister Elizabeth này, các bạn thấy không? Đấy. Sister Elizabeth, lá vẫn rất là dày rậm này. Đây, nhiệt độ nó đã tăng lên đến 40 độ C rồi này. Mà mới chỉ có khoảng mấy phút thôi, 2-3 phút thôi. Mình sẽ để cái đo nhiệt kế ở đây để cho các bạn tưởng tượng là một cái cây hoa hồng nó sẽ phải chịu một cái nhiệt độ nó cao như thế nào khi mà nó phải phơi nắng. Đấy, sau đây thì mình sẽ quay thêm một cái cây mình đã phát hiện ra là có dẹp vảy. Đây là một cây Catalina. Các bạn nhìn này. Đây là một cây Catalina. Nó vẫn có nụ, vẫn có hoa. Thế nhưng mà cây đã bắt đầu xuất hiện rất là nhiều dẹp vảy ở trên cái thân như thế này. Và hiện tượng đó nó sẽ làm cho tất cả những cây hoa hồng ban đầu nó sẽ khô lá. Các bạn thấy là nó sẽ khô lá này. Lá sẽ khô hết đi này. Sau khi khô hết lá thì nó sẽ ăn, nó rút đến bắt đầu thân. Thì thân sẽ dần dần sẽ cũng sẽ khô như thế này. Đó, thô thân nó cũng sẽ khô như thế này. Mình sẽ di chuyển cái cây này vào trong bóng mát và chia sẻ thêm với tất cả các bạn nhé. Tiếp tục là ở một khu vực khác. Ở đây là những cái cây hoa hồng mình ươm lại sau cái khoảng thời gian mình chiết cành ra. Và sau đó thì mình ươm xuống đây thì cây đang phát triển rất là tốt. Và mình cũng đã phát hiện ra là cũng đang có rất là nhiều dẹp vảy. Thì thường là những cái khu vực mà cây hoa hồng nó sẽ phát sinh rất nhiều dẹp là ở cái nơi các bạn để cây nó rất là dày. Thì nó cũng sẽ hay sinh ra những cái con dẹp này. Và khi nó đã bị rồi thì không có một cái cách nào mà các bạn có thể là hạn chế nó tốt nhất bằng cách là các bạn cách ly ra những cái cây mà nó bị ra. Mình để cây nó rất là dày, mình để xếp nó rất là dày, những cái cây cành chiết lại với nhau như thế này. Khi nó sống rồi là nó sẽ rất hay sinh ra dẹp. Và thời điểm mùa hè này mình cũng đã lọc ra rất nhiều cây ở đây. Những cây này nó đã bị dẹp rồi này. Có những cây nó đã bám rất là dày rồi, có những cây thì mới chớm. Và những cái cây này mình phải tách ra. Khi mà thấy phát hiện ra là nó bị là mình phải tách ra. Mặc dù là ở cái khu vực đó thì nó sẽ lây lan sang những cái cây khác rồi. Nhưng mà mình những cái cây nào mà nó bị nhiều như thế này là mình tách ra và mình xử lý thì vẫn sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà cứ để thì nó sẽ lây lan nhiều nhanh hơn. Còn những cái khu vực còn lại nó đã bị rồi thì chắc chắn là nó vẫn sẽ lây, nhưng mà chúng ta xử lý nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đây là những cây mình thấy là nó bị dẹp khá là nhiều rồi này. Mình cũng sẽ di chuyển vào trong kia để xử lý cho nó thuận tiện. Đây, các bạn nhìn thấy này, dẹp rất là nhiều. Đấy, mình sẽ di chuyển nó vào trong phía trong kia. Đặc điểm của những cái con dẹp vảy này thì thường là những con dẹp vảy này nó chỉ xuất hiện vào mùa hè thôi. Ở bất cứ chỗ nào các bạn trồng, kể cả khi mà trồng ở trên ban công nó cũng sẽ có dẹp vảy. Và các bạn trồng ở trong các cái khu vực mà ở dưới cánh đồng nó cũng có dẹp vảy. Và khi cây ở thời điểm mùa hè thì gần như chỗ nào nó cũng bị. Thì các bạn phải chú ý thường xuyên quan sát cái khu vực của các bạn. Nó bắt đầu có những con dẹp vảy thì chúng ta phải xử lý sớm. Thì nó sẽ ít khi phát tán ra khắp toàn vườn. Mà khi một khi đã ra toàn vườn ấy, thì các bạn xử lý nó rất là khó. Cái giống dẹp vảy này nó không giống như các loại nhện đỏ hoặc bọ trĩ. Ví dụ như bọ trĩ thì các bạn phun một loạt thì nó sẽ chết. Nhưng mà những con dẹp vảy này nếu như các bạn phun nó không dính thuốc là nó sẽ không chết. Và những cái con dẹp vảy này thường là nó sẽ ăn rải rác từ bám từ thân gốc, bám lên những cái lá, thậm chí là kể cả những cái cành ra những cái phía ngọn này nó cũng sẽ có những con dẹp vảy. Và những con dẹp vảy này thì nó có khả năng di chuyển rất là kém. Thường là nó sẽ di chuyển bằng những con sinh vật, ví dụ như kiến. Kiến có thể là đến ăn các cái chất thải của con dẹp này. Sau đó thì con dẹp này nó sẽ nhờ các con kiến đó nó di chuyển sang những cái cành, những cái cây khác xa hơn. Và bằng một cái cách nào đó thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà nó di chuyển tương đối là chậm. Thì các bạn có thể xử lý khi mà chúng ta quan sát thấy ở thân bắt đầu có dẹp rồi. Thì cái cách mà nó khá là đơn giản thì các bạn có thể là sử dụng một cái loại máy bơm xe, rửa xe, máy bơm nước ấy. Chúng ta dùng cái máy bơm nó có áp lực mạnh một chút thì chúng ta xịt, nó bắn ra ngoài. Những cái con này nó chỉ là bám ở trên cái vảy, bám trên cái thân cây này. Khi mà chúng ta xịt mạnh nó bắn ra khỏi thì những cái con này nó thường là nó sẽ không bò được lên. Và sau đó một khoảng thời gian chỉ 1 đến 2 ngày thì nó sẽ chết. Thì những cái con này bằng cái cách xử lý nó tương đối là đơn giản như vậy thì các bạn có thể là tiêu diệt được đến khoảng 8 đến 90% nếu như các bạn xịt kỹ. Các bạn dùng cái máy xịt rửa xe xịt thật kỹ thì cây nó sẽ sạch bong đi. Và những cái cây mà chúng ta đã xác định là đã bị rồi thì chúng ta cứ xịt. Kể cả lá nó có hơi hỏng một chút, lá nó nát một chút, nhưng mà
sau cái lúc mà chúng ta xịt đó thì bệnh nó đã bị được sạch rồi, thì chúng ta có thể là an tâm tiếp tục chăm sóc cây hoa hồng. Sau cái khoảng thời gian đó nó bật mầm lên thì chúng ta sẽ lại có một cái lứa mầm đẹp. Còn khi mà cây đã bị thì các bạn cũng đã biết rồi, bị rễ là nó sẽ bắt đầu khô những cái lá đầu tiên, khô lá bởi vì là nó hút nhựa. Nó hút nhựa thì cây nó không còn đủ sức để nuôi những cái lá nữa, và cũng không đủ sức để nuôi những cái cành to nữa. Thì cái bệnh này nó phá cho cái cây hoa hồng chúng ta ấy, là phá từ lá, sau đó thì phá xuống đến cành, cành sau đó thì nó sẽ bắt đầu khô, khô thì chúng ta cứ cắt dần và cây hoa hồng nó sẽ chết và cụt. Thế còn những cái bệnh khác ví dụ như bệnh nhện đỏ ấy, thì nó chỉ bị hỏng lá thôi. Sau đến khoảng thời gian mà khi nhiệt độ nắng nóng lên thì những cái con nhện đỏ thì nó cũng không sống được nữa. Mà những cái con dẹp này thì nó sẽ sống cho đến lúc nào cái cây hoa hồng của bạn nó bị chết hẳn đi. Kể cả đến mùa đông thì nó phá cho cây hoa hồng của bạn chết luôn. Thì các bạn bằng cái cách xử lý thì chúng ta có thể sử dụng thuốc hóa học, hoặc chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp cơ học. Chúng ta dùng các cái máy rửa xe thì sau đây mình sẽ xịt qua để cho các bạn thấy. Đó. Mình chỉ xịt qua một chút như thế thôi là những cái con dẹp nó đã bay hết rồi này. Đấy các bạn nhìn này, những con dẹp ở dọc cái thân này là bay hết rồi, không còn một con nào luôn. Đó các bạn thấy không? Đấy, ở phía dưới này thì mình chưa xịt này. Nhưng mà mình phải xịt bắt đầu từ đoạn này lên này. Không còn một con nào bám vào thân. Đó các bạn thấy không? Không còn một con nào bám vào thân thì những cái con này khi mà nó bay đánh bật ra ấy là những con dẹp này nó không có khả năng di chuyển. Và sau khoảng 1 đến 2 ngày là nó sẽ chết. Thì dọc cái thân này các bạn hoàn toàn là sạch bệnh rồi này. Không có bệnh dẹp ở đây nữa thì các bạn hoàn toàn có thể là xử lý tốt hơn. Còn ở phía dưới góc này thì chúng ta cũng có thể xịt. Đấy, bằng một cái cách khác thì chúng ta có thể sử dụng thuốc hóa học. Ở đây là một cái cây bị dẹp rất là dày này. Đấy, thì khi mà vượt số những cái cây hoa hồng, một là những cái cây nhỏ, những cái cây non, hoặc là những cái cây mà chúng ta trồng nó dày quá, hoặc là chúng ta có quá nhiều những cái cây hoa hồng mà nó bị rồi thì không thể nào mà đi xịt được. Hoặc là khi mà nó lên những cái cành nhỏ như thế này, khi mà ở thân to, khi mà những cây hoa hồng ở cái thân nó lớn ấy, thì chúng ta dùng máy xịt rửa xe chúng ta xịt được. Nhưng mà khi nó di chuyển lên lá này, hoặc là nó bị nhiều quá rồi, chúng ta không thể nào mà xịt được. Chúng ta không thể dùng cái máy rửa xe kia được, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng thuốc hóa học. Các bạn có thể sử dụng những cái loại thuốc hóa học bình thường, thuốc trừ sâu bình thường, thì chúng ta vẫn có khả năng tiêu diệt được những cái con này. Thế nhưng mà khi mà phun thì các bạn làm sao mà phun là phải đều được. Chúng ta phải phun và kèm với thuốc bám dính này thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu như chúng ta không có thuốc bám dính này thì nó sẽ không có khả năng bám dính thuốc lên bề mặt của những con dẹp này và nó không chết được. Thì ở đây mình cũng có một lọ bám dính này, và mình sử dụng thuốc trừ sâu đặc trị dẹp sáp. Đây các bạn này, Cell 3 đặc trị dẹp sáp. Đó, dẹp sáp dây vảy đó. Thì mình sử dụng cái loại thuốc này, và mình sẽ xử lý luôn cho các bạn. Khi mà phát hiện ra những con dẹp này ấy, nếu như ở những cái cành nhỏ thì các bạn có thể là pha ra phun. Các bạn pha theo cái tỷ lệ người ta hướng dẫn. Còn khi mà các bạn muốn tiêu diệt nhanh hơn thì các bạn có thể là sử dụng bằng cái cách này. Chúng ta sử dụng cái chổi này, chúng ta quét lên trên thân. Thì khi mà mình pha đặc hơn, pha cái tỷ lệ đặc hơn, nếu như chúng ta pha đặc phun lên lá thì nó sẽ bị cháy. Còn nếu như mà chúng ta pha đặc một chút, chúng ta quét lên thân thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Mà khi mà pha đặc ấy thì những con dẹp vảy này đúng một lần duy nhất là những con dẹp này nó không thể nào sống được, nó chết luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành này. Đó, mình sẽ tiến hành là sử dụng cái thuốc Cell 3 này luôn cho các bạn xem nhé. Mình chỉ cần bôi đúng một lần thôi là những con dẹp này chết luôn. Nhưng mà đây là chỉ những cái biện pháp thủ công. Còn nếu như mà chúng ta muốn sử dụng cái biện pháp bơm ấy, chúng ta pha vào bình, chúng ta phun thì nó sẽ nhanh hơn. Còn không thể nào mà chúng ta cứ đi quét từng cây này một được. Đó, mình sẽ pha đặc hơn bình thường, cũng không cần theo tỷ lệ gì cả, ước lượng thôi. Mình sẽ ước lượng cái tỷ lệ nó đặc hơn so với khi mà mình phun. Pha thêm thuốc bám dính vào này. Đó. Đó, mình quấy lên. Mình dùng một chút nước thôi nhá. Thì những cái cây này khi mà mình phun thì nó sẽ bám, có những lúc là nó sẽ không đều. Thế nhưng mà những cái con bám vào thân này mình chỉ cần quét một lần như này là nó chết hết này. Các bạn thấy không? Mình quét một lần này, hôm sau mình kiểm tra là chết sạch luôn, không còn một con nào. Đó. Nhưng những cái cây mà nó bị nhiều rồi ấy, thì chúng ta nhất định là phải pha vào một cái bình, sau đó thì chúng ta phun. Và phun thì các bạn lưu ý là chúng ta phun ở cái thời điểm mà nó thời tiết nó đã tắt nắng rồi.
Bởi vì hiện tại là đang mùa hè, nó rất là nắng nóng, mà chúng ta tác động cái thuốc hóa học vào ấy thì cây hoa hồng nó sẽ không chịu được và nó sẽ bị dễ cháy lá. Và bệnh thì có khi chưa hỏng, chưa chết, nhưng mà bệnh thì có khi chưa chết nhưng mà cây thì nó đã bị cháy hết lá rồi, thì chúng ta không nên, mà chúng ta nên pha đúng theo tỷ lệ và chúng ta phun ở cái thời điểm mà chiều mát phun. Đó, mình chịu khó quét như cái cây này. Nếu như mình không xịt được bằng máy bơm thì mình có thể là dùng cái chổi này mình quét. Đảm bảo với các bạn là chỉ một lần duy nhất, hôm sau các bạn kiểm tra lại thì không còn một con nào, không một con nào sống cả. Đây, dẹp này, các bạn nhìn dẹp này. Đấy, dẹp nó bám rất là nhiều dọc cái thân này. Mình bôi một lần là chết hết này. Đấy, các bạn thấy không? Mình bôi với cái liều lượng nó nặng hơn như thế này thì không có một con nào có thể sống được cả. Đây, nó bám, nó ăn hết lên tận trên những cái cành khô rồi. Đó, rất là nhiều. Đấy là cái biện pháp mà, hai cái biện pháp mà mình có thể là xử lý cái bệnh dẹp vảy này, nó rất là hiệu quả. Thì rất mong tất cả các bạn nên chú ý theo dõi ở cái thời điểm mùa hè này, là những con dẹp nó xuất hiện rất là nhiều. Thì các bạn cứ ra vườn thăm khoảng từ 1 tuần, 2 tuần chúng ta bắt đầu thấy xuất hiện những cái con dẹp ở trên những cái cành, những cái gốc, thì chúng ta có thể là kiểm tra, sau đó thì chúng ta xử lý sớm thì cây hoa hồng nó sẽ không bị tàn, không bị hỏng cành. Đến thời điểm bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 trở đi bắt đầu mát mẻ thì cây nó sẽ phục hồi nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Ôi trời ơi, trời ơi trời, các bạn nhìn này, đây là cái nhiệt kế sau một thời gian mà mình vào quay này, thì bây giờ nó đã vượt ngưỡng 50 độ C rồi, và bây giờ cũng chỉ hơn 2 giờ thôi. Và bây giờ nó đã vượt ngưỡng 50 độ C thì các bạn biết là với thời tiết mà giữa trưa nhiệt độ nắng nóng cao nhất thì không biết là cây hoa hồng của các bạn nó sẽ phải chịu một cái lượng nắng, một cái nhiệt độ nó rất là cao, thì cây hoa hồng nó sẽ rất là khó có thể trụ được. Thì với thời tiết mà nắng nóng mùa hè này thì tốt nhất là các bạn có thể là sử dụng cái lưới che, các bạn căng lên sau đó thì các bạn che nó lại. Thế còn vườn của mình thì hiện tại là mình cũng không có che, bởi vì vườn của mình nó cũng không có nhiều cây. Cái điều kiện của mình cũng chưa có cho phép để có thể che được cái khu vực ở chỗ này, nên là mình cũng không che lại. Thế còn những cây mà các bạn có thể che được, các bạn di chuyển cây đến những nơi mà nó mát mẻ hơn, nó giảm ánh nắng giữa cái thời tiết mùa hè nắng nóng như thế này, thì cây nó sẽ ít khi bị sun cành này, ít khi bị sun ngọn này. Và nếu như mà cây nào của các bạn yếu thì nó sẽ hay bị khô, hay bị đen cành, thì các bạn có thể di chuyển lại. Thế còn nếu như mà các bạn không che được cây ấy, thì ít nhất là các bạn phải đặt cây ở một cái nền đất, một nền đất như của mình này. Còn nếu như các bạn đặt nền bê tông ấy, thì cây nó sẽ bị nóng nhiều hơn và cây nó sẽ hay bị vàng lá hơn. Mà những cái cây yếu ấy, thì nó sẽ hay bị thối cành, nó hay bị đen cành, thì các bạn cũng phải lưu ý là chúng ta hãy kết hợp, một là che được nắng, hai là chúng ta tưới nước. Và sau khoảng thời gian nắng nóng như thế này thì chúng ta phải bổ sung các loại phân bón, và quan trọng nhất vẫn là bộ rễ. Nếu như mà giá thể của bạn tốt và các bạn bón tốt thì cái bộ rễ của bạn nó vẫn phát triển rất là tốt, và nó vẫn hút được nước, vẫn giữ được các chất dinh dưỡng, và cây nó vẫn phát triển được, thì nó vẫn chống nắng được. Chỉ có điều là cây nó sẽ không đẹp, các cái ngọn nó sẽ không thể nào mà nó phát triển dài nhất, và những cái lá của các bạn thì nó sẽ co, nó nhỏ lại. Thì cái điều này nó là do cái nhiệt độ cao và nắng nóng nhiều. Thì chúng ta có thể là áp dụng, một là chống được nắng thì tốt hơn, còn không thì các bạn phải cung cấp đủ nước và cung cấp đủ chất dinh dưỡng thì cây vẫn sẽ phát triển rất là tốt. Thì đây là cái chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Rất mong tất cả các bạn khi theo dõi video mà các bạn cảm thấy hay và ý nghĩa thì hãy dành cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.